Để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của pháp không nội, đó là pháp giới của pháp không nội. Pháp giới của pháp không nội này không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của pháp không nội. Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, đó là pháp giới của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh. Pháp giới của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh này cũng không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng pháp giới của chân như? Thế nào là tướng pháp giới của pháp giới pháp tánh? Tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của chân như, đó là pháp giới của chân như. Pháp giới của chân như này không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của chân như. Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, đó là pháp giới của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Pháp giới của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ này cũng không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng pháp giới của Thánh Đế Khổ? Thế nào là tướng pháp giới của Thánh Đế Tập Diệt Đạo? Để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của Thánh Đế Khổ, đó là pháp giới của Thánh Đế Khổ. Pháp giới của Thánh Đế Khổ này không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của Thánh Đế Khổ. Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của Thánh Đế Tập Diệt Đạo, đó là pháp giới của Thánh Đế Tập Diệt Đạo. Pháp giới của Thánh Đế Tập Diệt Đạo này cũng không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của Thánh Đế Tập Diệt Đạo. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng pháp giới của bốn tịnh lự? Thế nào là tướng pháp giới của bốn vô lượng, bốn định vô sắc? Để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của bốn tịnh lự, đó là pháp giới của bốn tịnh lự. Pháp giới của bốn tịnh lự này không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của bốn tịnh lự. Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, đó là pháp giới của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Pháp giới của bốn vô lượng, bốn định vô sắc này cũng không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng pháp giới của tám giải thoát? Thế nào là tướng pháp giới của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ? Để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của tám giải thoát, đó là pháp giới của tám giải thoát. Pháp giới của tám giải thoát này không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của tám giải thoát. Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, đó là pháp giới của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Pháp giới của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ này cũng không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng pháp giới của bốn niệm trụ? Thế nào là tướng pháp giới của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo? Để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học
để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của bốn niệm trụ, đó là pháp giới của bốn niệm trụ. Pháp giới của bốn niệm trụ này không đoạn không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của bốn niệm trụ. Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của bốn chánh đoạn cho đến đám chi chánh